Tại vì sau này mấy vị nói đến lúc mà đổi đời giao thời á, chú là người đứng ra để mà không có lo, không có để có hận thù dân tộc. Thì chú chỉ biết vậy, không có ai được hại ai lẫn nhau, vì đó là cơ vận, nước Việt phải trả nghiệp. Thì những cái đó tới ngày hôm nay đến giờ phút cận kề này sắp sửa xảy ra. Nếu mà ngoài đó ai hiểu được, họ có thể tránh được một cái đại nạn cho gia đình. Đó là cái công của chú. Mà những người chú nói là những cái người gọi là thật sự là thứ thiệt của bển á, mà hôm nay mà nếu mà có hiểu thì họ cũng có thể né được. Còn nếu mà họ không nghe thì thôi, đâu có mất gì đâu. Tại vì chú nói cái này vô thưởng vô phạt, ai tin thì tốt cho họ, còn không tin thì đó là sau này họ lãnh những cái hậu quả thê thảm. Thì lúc đó chú cũng đã hết lòng hết sức rồi, chú chỉ là đi giúp người cứu người thôi, chứ không có nói nước mình cứ trù nước mình. Chú không bao giờ trù nước mình, ngày nào chú cũng khấn nước Việt để mà cho được bình an. Mỗi lần Việt Nam có Covid chú cũng khấn. Hồi bữa hôm nước mình bị Covid, chú cũng bỏ ra biết nhiêu tiền mua mấy cái máy chợ thở gửi về Việt Nam. Hiện bây giờ âm thầm cũng đang cứu chợ gạo bển, chú có biết bao nhiêu tấn gạo bển. Ngày nào cũng có người đi giúp tiền cho nước Việt. Chú chỉ nói nước Trung Cộng sẽ chia năm sẽ bảy, một thời gian rất là ngắn. Thì khi mà những người mai mà hiểu được lời của chú nói Trung Cộng sẽ chia năm sẽ bảy, cái đó là cái quy tắc. Tại vì ngày xưa nước Tàu cũng là từ thời Đông Châu Liệt Quốc, Xuân Thu cũng là năm bảy nước, nước Tần, nước Ngụy, nước Sở, nước Tề, nước gì tùm lum, thì cũng là chia năm sẽ bảy. Rồi bây giờ gom lại Tây Tạng, Mông Cổ, người Đài Loan, người gì luôn á, thì cũng là năm bảy, sau này cũng sẽ trở rã ra. Tức nghĩa là cái nó không phải là một cái quốc gia mà một khóm được, thì cũng trở cốt khỉ, trở lại cốt khỉ. Đó là cái cơ vận đi là như vậy.